mà nó có hạ được Ben đâu. Ôi đi con mẹ thế. Ơ kìa. Cái gì phát gì đây? Thì chịu đựng được. Này Linh nhá, em cẩn thận không, em lại bị giống thằng Đạt câu gì cũng trên cái từ đấy vào, sau này đến nhà bố mẹ chồng không ra cái gì đâu. Đây để cái băng truyền đấy. Băng truyền đấy, em đã lái xe ra đấy rồi, bây giờ các anh chỉ cần đặt than vào thôi. Bố mẹ người yêu lại đang coi như là mẹ cháu ở lại đây ăn cơm với hai bác nhé. Ông đi con mẹ, cháu cảm ơn hai bác. Chờ nào phúc vào ôi đi con mẹ cháu là như thế luôn, cứ cẩn thận quen mồm đi sẽ như thế mà. Thôi được rồi, thế không đi con mẹ nữa, đi con bố.